À, tôi mua cái nhắc đi tôi à. Nó. Cái nhắc là tí tôi nè hả. Một trăm tôi là. Ủa, mấy sức của tôi thế bây giờ. Bây giờ của chị báo cái này. Ê, xin lắm chị à. Ủa, sao linh đã mà chị dọc nè. Khi ra trong lái, các bác sĩ gia đình hướng các tâm mình cho sĩ gia tôi xí hả. Chị tôi đi bây giờ. Giờ đi xe tao hạt tiền nhiệm hướng gia đình nào bây giờ. Rồi hãy linh đã nào. Hehehe